gửi thời thanh xuân không ngừng dằn vặt, không thể an ổn của chúng ta. Luôn có một người như vậy, một mực ở bên bạn vào những thời khắc bạn đau buồn nhất, bất lực nhất. Cho dù có nhìn thấy bộ mặt ủ rũ nhất, chân thực nhất, bất kham nhất của bạn, cũng sẽ không rời đi. Khi bạn mất ngủ, sẽ cố gắng thức cùng bạn đến tận 4-5 giờ sáng để chuyện trò. Bạn suy nghĩ về vô số người, vô số tình huống, lại không hề nghĩ tới chuyện người luôn bên bạn sẽ thích bạn. Không hề biết rằng người đó mãi chẳng chịu mở lời là vì sợ sẽ đánh mất bạn. Luôn có một khoảng thời gian, bạn là fan cuồng nhiệt của một người. Bạn yêu thích người đó, muốn biết tất cả mọi chuyện về người đó. Dù chỉ là chút tin đồn thôi, cũng có thể khiến bạn đứng ngồi không yên. Bạn sẽ khắc ghi mỗi câu mỗi từ người ấy nói trong lòng. Bạn ủng hộ mọi quyết định của người ấy, mặc cho quyết định đó sai lầm hay đúng đắn. Bạn ở bên khi người ấy đau buồn. Có điều người ấy lại chưa bao giờ tin rằng bạn thích người ấy. Thế nên bạn quyết định ở bên bảo vệ người ấy dưới danh nghĩa là người bạn thân thiết nhất. Luôn có một mùa hạ như thế, sáng rực trong hồi ức đến mức bạn không muốn nhớ lại. Thế nhưng bạn càng muốn quên đi thì lại càng nhớ rõ. Bạn tham dự hết liên hoan chia tay này đến liên hoan chia tay khác, mặc sức tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc trong 4 năm tương lai. Kết quả thì sao? Kết quả là bầu trời ngày tốt nghiệp năm ấy dần lặng lẽ biến mất. Lớp học năm ấy, con người năm ấy cũng không biết đã đi đâu. Thứ được gọi là thời gian cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Vì thế, chúng ta định nghĩa những chuyện ấy bằng một từ: thanh xuân. Thời thanh xuân ấy, bạn đã từng yêu ai? Ai đã từng yêu bạn? Có phải bạn cũng từng cho rằng mình che đậy thật giỏi, chẳng có ai nhận ra tình cảm và những mập mờ kia? Có phải mỗi khi nghe thấy tên cô ấy, trái tim bạn lại loạn nhịp? Có phải bạn cũng đã từng giả bộ thờ ơ đi lướt qua bên cạnh cô ấy, chỉ hy vọng cô ấy sẽ liếc nhìn bạn một lần? Thời thanh xuân ấy, bạn đã từng ở bên ai? Ai đã từng ở bên bạn? Tôi cũng đã từng nhớ nhung những tháng ngày ấy, tháng ngày có đống bài tập làm mãi chẳng xong, tháng ngày cùng đám chiến hữu phàn nàn về thức ăn của nhà trường, tháng ngày cùng nhau tham gia đại hội thể thao, cùng nhau lên lớp, cùng nhau khóc cười. Dù mệt mỏi và gò bó tới đâu, cũng vẫn tràn trề hy vọng. Trần Tính Hoành nói: thanh xuân là tay nắm tay ngồi trên một đoàn tàu hỏa không thể quay đầu. Cửu Bả Đào nói: thanh xuân chẳng qua là một lần ước mưa, thế nhưng ai cũng muốn trải qua thêm lần nữa. Trong Thế Giới Điên Cuồng cũng có nói: thanh xuân là bát nước đã hắt đi, chúng ta mặc sức lãng phí rồi lại hết sức hối hận. Lúc nào cũng thức đến 3 giờ sáng để làm vội bài tập ngày mai. Lúc nào cũng bùng tiết cuối để ra sân vận động đuổi theo trái bóng rổ lăn mãi không ngừng. Lúc nào cũng lôi kéo người bạn thân uống say ngất ngư những khi đau lòng. Lúc nào cũng sẽ yêu thích một người tha thiết đến mức không hề cầu mong sự hồi đáp. Lúc nào cũng sẽ không ngừng tổn thương rồi lại không ngừng đứng dậy. Cảm thấy bản thân hết thuốc chữa cũng không chịu hối cải. Thanh xuân là một đám trẻ con ngốc nghếch, chẳng biết trời cao đất dày, cứ thế liều mạng xông lên rồi vấp ngã. Thanh xuân là dù thừa biết câu thoại tiếp theo, ta vẫn sẽ không khỏi cảm động. Thanh xuân là ngay khi bạn gần như đã cạn kiệt dũng khí, lại có người nói với bạn rằng, đừng sợ, cứ xông về phía trước. Có lẽ 3 năm sau, 10 năm sau, 30 năm sau hồi tưởng lại, chúng ta sẽ cảm thấy mình của những năm tháng đó thật ấu trĩ. Thế nhưng, chỉ khi nào trải nghiệm qua những năm tháng thanh xuân dày vò ấy, chúng ta mới hiểu được, hóa ra hạnh phúc đến từ chính những điều nhỏ bé mà đáng quý đó.
bao nhiêu người sẽ tình nguyện dành những năm tươi đẹp nhất ấy để bầu bạn bên một người vô danh tiểu tốt như bạn? Bao nhiêu người có thể bao dung tất thảy những hồ đồ và ương bướng của bạn mà không một lời oán trách? Trong những tháng ngày thoạt trông tầm thường lại tưởng như vô tận ấy, bởi có những con người này bầu bạn và những dấu ấn khắc ghi trong thời thanh xuân, những năm tháng ấy mới không trở nên lãng phí. Hoặc có lẽ nên nói rằng, chính vì gặp gỡ các cậu, tớ mới có được những năm tháng ấy. Đột nhiên tớ lại thấy buồn cười. May mà chúng ta gặp nhau, tớ mới biết được thế nào là dày vò. Bởi đám bạn đáng lo như các cậu, tớ mới trải qua một tuổi xuân không cách nào yên ổn. Nhưng cũng chính bởi có những tấm gương nỗ lực thực hiện mộng tưởng của các cậu, tớ mới không ngừng tiến bước về phía ước mơ. Trước đây có lúc tớ đã từng nghĩ, nếu như không quen biết với đám bạn xấu như các cậu, những ngày tháng của tớ sẽ trôi qua như thế nào đây? Có thể sẽ rất an nhàn, cũng có thể sẽ còn điên cuồng hơn cả hiện tại nữa. Thế nhưng tớ của bây giờ đã không còn nghĩ đến những giả thiết như thế nữa rồi. Chính vì có đám bạn xấu không rượu thịt không vui, không trêu chọc nhau không thoải mái như các cậu, tớ mới có được những năm tháng ấy, tớ mới trở thành tớ của bây giờ. Thanh xuân phức tạp đến thế, tớ không hiểu và cũng không muốn hiểu là tàn khốc, là tươi đẹp, là nuối tiếc hay là điên cuồng. Tớ đều không bận tâm. Bởi tớ đã thấy những điều quý báu nhất, trải qua những năm tháng quý giá nhất rồi. Vậy thì trước khi đầu hàng cái thế giới điên cuồng này, chúng ta hãy điên cuồng thêm một lần nữa nhé. Tớ vẫn còn một giấc mơ lớn lao muốn thực hiện. Tớ vẫn còn một đám chiến hữu, thế nên chẳng còn gì đáng sợ cả. Điều giết chết chúng ta nhất định là sự tầm thường và tịch mịch. Hãy ghi nhớ tất cả những người ta từng gặp, những chuyện ta từng biết, những lúc còn trẻ tuổi. Hãy viết ra tất cả những chuyện từng khiến ta cảm động, những lần chúng ta từng cố gắng, những lúc còn nhớ rõ. Hãy nắm tay, hãy ôm người ta yêu thật chặt, những lúc còn tình cảm. Hãy cứ tiếp tục dằn vặt vì những tháng năm thanh xuân day dứt, những lúc còn nhiệt huyết. Phải có một tuổi trẻ không ai có được mới đáng tính là đã sống. Từng ngày từng đêm qua đi, những dòng văn đã viết, những cuốn sách đã đọc, những người từng quen, những nơi từng đặt chân mà không hề biết tên. Tất thảy những dày vò của thuở thiếu thời sẽ dần dần xây đắp nên tương lai mà bạn muốn có. Đến lúc đó, bạn sẽ nhận ra, thực ra tất cả đều đã có dấu hiệu từ trước. Hy vọng những người đã lỡ mất, sau khi phiêu dạt bốn bể, còn có thể một lần gặp lại. Hy vọng những ước mơ chưa thể thực hiện của chúng ta, trong những khoảnh khắc ta đau buồn lạc lõng nhất, có thể nở rộ thành những đóa hoa rực rỡ. Hy vọng sau khi trải qua những khó khăn nhất thời của thời kỳ trưởng thành, ta có thể nghiêm túc và bình tĩnh, nói lời từ biệt với thanh xuân và những hồi ức chưa kịp trân trọng trong quá khứ. Đúng vậy, chúng ta không thể trẻ lại, đến cả những thần tượng của chúng ta cũng đã già đi. Thế nhưng chỉ cần niềm tin vẫn còn, vậy là ổn rồi. Thanh xuân chưa từng thay đổi, nó chỉ là một trạm dừng trên đường chúng ta đi. Chỉ cần quay lưng là sẽ biến mất. Thế nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều người lục tục ghé tới. Có điều, một khi đã đi qua nơi ấy, chúng ta sẽ không thể nào quay trở lại. Chúng ta chỉ có thể trông ngóng từ xa, không ngừng ấp ôm hoài niệm, tựa như thời gian chưa hề trôi đi, chỉ có chúng ta là cất bước. Hy vọng về già hồi tưởng, chúng ta sẽ có một thời thanh xuân, ta có thể mỉm cười tự hào. Không, về già hồi tưởng, chúng ta nhất định sẽ mỉm cười tự hào về thời thanh xuân ấy.